trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ, trong y học, trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để xác định các loại thuốc cho bệnh nhân ung thư, đôi khi đưa ra các lựa chọn phù hợp hơn so với các bác sĩ lâm sàng. Báo cáo trên tạp chí Nature, các nhà khoa học hiện đã sử dụng AI để tưởng tượng ra các protein mới. Một quá trình mà họ mô tả là ảo giác. Các protein mới này có cấu trúc ổn định. Protein được tạo ra từ các chuỗi axit amin được gấp lại thành cấu trúc 3 chiều. Cấu trúc của một protein thường rất quan trọng đối với cách nó hoạt động. Protein có thể hoạt động hợp tác và đôi khi chúng khớp với nhau theo một cách rất cụ thể. Khi mối liên kết cụ thể đó bị gián đoạn, nó có thể gây trở ngại cho các quá trình quan trọng. Nhưng cấu trúc của protein không dễ giải mã từ trình tự axit amin. Có thể cần rất nhiều nỗ lực thử nghiệm và tính toán để tìm ra dạng protein, mặc dù những tiến bộ công nghệ đã giúp việc này trở nên dễ dàng hơn trong những năm gần đây. Việc thiết kế các protein mới cũng là một thách thức. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cách tiếp cận mới. Đối với dự án này, chúng tôi đã tạo ra các chuỗi protein hoàn toàn ngẫu nhiên và đưa các đột biến vào chúng cho đến khi mạng lưới thần kinh của chúng tôi dự đoán rằng chúng sẽ gấp lại thành các cấu trúc ổn định. Đồng tác giả nghiên cứu Ivan Anisenko, một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của David Baker tại Viện Y học Thiết kế Protein của Đại học Washington UW. Anisenko lưu ý rằng nhóm nghiên cứu không thiên vị phần mềm cho một kết quả hoặc khuyến khích bất kỳ kết quả cụ thể nào, họ chỉ để máy tính tưởng tượng hoặc ảo giác các protein. Trong tương lai, các nhà khoa học có thể tác động đến AI để các protein thực sự được tạo ra với các tính năng hoặc đặc điểm có thể hữu ích hoặc có lợi. Ví dụ, học sâu có thể tạo ra các loại thuốc hoặc enzyme. Đồng tác giả nghiên cứu Sam Pellock, một học giả sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm Baker, đã đề xuất. Trong nghiên cứu này, trên lý thuyết, nhóm nghiên cứu và AI đã tạo ra 2.000 protein mới có thể gấp lại. Các nhà khoa học đã thực sự tạo ra 100 loại protein này và đánh giá chúng, và 3 loại được phân tích chi tiết. Hình dạng mà các protein này hình thành đã xác nhận những dự đoán mà AI đưa ra. Đồng tác giả nghiên cứu Teresa Ramelot, một nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại Học viện Bách khoa Rensselaer, cho biết cộng hưởng từ hạt nhân và phân tích cấu trúc tinh thể tia X đã minh họa độ chính xác đáng kể của các thiết kế protein được tạo ra bởi phương pháp ảo giác. Tác giả nghiên cứu cao cấp David Baker, giáo sư hóa sinh tại trường UW, cho biết cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa đáng kể việc thiết kế protein. Khám phá cách sử dụng tốt nhất chiến lược này cho các ứng dụng cụ thể hiện là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực, và đây là nơi tôi mong đợi những đột phá tiếp theo. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.